Hà Cát muốn nhắc các bạn một điều. Cái điều mà Hà Cát giúp các bạn bây giờ đó, nó chỉ giúp cho các bạn quay lại và sửa lại những cái sự sai khi mà phát âm của các bạn. Chứ các bạn hoàn toàn không phải bỏ hết những cái gì mình đã học. Một số các bạn có thắc mắc và có lo lắng về cái vấn đề như thế này. Uổng công mình học mười mấy năm nay mà bây giờ mình phải bỏ hết, bây giờ mình phải học lại từ đầu, hoàn toàn không có đó các bạn. Hoặc các dùng cái theory của như nhà tư tưởng học bây giờ đó, là các bạn chỉ cần sửa lại những cái gì các bạn đã học sai khi trước, còn tất cả những cái phần vocabulary, grammar mà những cái gì các bạn học các bạn vẫn giữ lại được. Cho nên khi mà chúng ta học về một cái âm nào, các bạn khi mà Hà Cát nói ra cái âm đó và các bạn nói ra hình như là những cái chữ này khi trước mình sai, thì các bạn hãy viết ra những cái chữ đó, chứ đừng có đưa lên những cái chữ là ô ngoại lệ thì sao, hoặc là những cái chữ như thế này thì thế nào. Tại vì hôm trước khi mà Hà Cát nói về cái âm X nằm ở phía sau, thì chúng ta nói những cái chữ chẳng hạn như là box, hay là đó chúng ta nói tới cái chữ box rồi fix sẽ khá như vậy, thì chúng ta đều nói đây là âm KS khi mà nó nằm ở phía sau. Thì có một bạn đưa lên một cái chữ là relaxation và hỏi là tại sao cái chữ này cái âm X ở trong đó không đọc là âm KS. Thì nếu mà các bạn thấy rõ trong đây đó, thì cái chữ relax nó cộng với một cái suffix ở phía sau, nó là ation. Cho nên khi mà có cái sự cộng thêm vào các chữ ở trong một cái root word, một cái base word đó, thì thường thường khi mà suffix cộng vào thì đôi khi nó sẽ thay đổi cái cách đọc. Vậy vậy nếu mà chúng ta bỏ cái suffix đi, cái suffix mà chúng ta bỏ đi, thì các bạn sẽ thấy cái root word của nó, cái base word của nó vẫn là relax. Thì nếu mà relax ở đây thì nó vẫn là cái âm ks, đúng không, phải không các bạn? Vì vậy cho nên khi mà Hà Cát đưa tới một cái âm nào đó, các bạn hãy cố gắng đưa lên những cái chữ nào mà mình đã biết rồi, để cho mình chính mình thấy được là đây là những cái chữ mà nó đi theo đúng cái luật này, mà các bạn đừng có đi ngược lại. Không biết Hà Cát nói như vậy có đúng, có hết cái ý của Hà Cát hay không, tại vì Hà Cát tuyển giúp trong một cái lớp và cái đó là cộng đồng của người Korean, và ở trong đó thì cũng có Korean, cũng có người Korean là những người người Hàn Quốc và một số người của Japanese là Nhật 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 Bổn, phải không, Nhật Bổn, and also cũng có một số người, những cái người Latinos, họ thì họ nói tiếng Spanish, và ở trong đó chỉ có một ông là người Việt Nam. Thật sự ra ông ta cũng không biết là Hà Cát là người Việt Nam, nhưng mà khi mà Hà Cát giúp đó, thì khi mà Hà Cát đưa lên một cái âm nào đó và Hà Cát nói với tất cả những người đó là hãy tìm những cái chữ nào có cái âm đó, thì tất cả mọi người ở trong cái lớp đó khoảng hơn 30 người, thì họ đều đem lên những cái ví dụ mà họ đã từng biết, những cái chữ mà họ đã biết và họ đưa lên có cái âm đó để chứng tỏ cho họ thấy là ok, trước giờ mình đọc cái âm đó sai, bây giờ mình sẽ sửa lại những cái âm đó. Chỉ có một ông Việt Nam là đưa lên một cái chữ hỏi là nếu mà gặp trường hợp cái chữ này thì sao, và Hà Cát nhìn lại cái profile của ông ta và có biết ngay ông ta người Việt Nam, là tại vì thay vì mình đưa lên những cái gì mình đã biết để mà mình thấy là ok, đây là những cái điều tôi đã học rồi, tôi cần phải sửa lại, thì lại đưa lên một cái để mà challenge cái người teacher. Vì vậy cho nên thường thường là khi mà vào trong một cái lớp đó, nhiều khi Hà Cát chưa có coi profile của học sinh hết, nhưng mà khi mà vào trong một cái lớp Hà Cát có thể pinpoint ra người nào là người Việt Nam. Tại vì thường thường họ sẽ hỏi những cái câu hỏi ngoại lề không hả? Có nghĩa là đi ra ngoài cái vấn đề đó và muốn challenge cái người instructor. Cho nên cái vấn đề đó Hà Cát cũng gặp thấy ở trong power talk này như vậy. Cho nên các bạn hãy cố gắng những cái gì mà các bạn đã học rồi đó, ok, cho prior knowledge, những cái gì, bất cứ cái gì các bạn đã học rồi ở trong tiếng Anh, các bạn hãy hãy coi lại, tại đó là cái vốn liếng của mình các bạn ha, đó là những cái lexicon của mình, đó là cái vốn từ của mình. Các bạn hãy đưa những cái gì mà các bạn hãy các chia sẻ mà các bạn nhận được đó, các bạn sửa lại những cái đó. Các bạn hiểu hay các nói không? Nếu từ xưa tới bây giờ mình đọc cái chữ này là can, đại khái như vậy, thì bây giờ các bạn đã biết là âm k đứng đầu các bạn sẽ có aspiration, thì các bạn sẽ sửa là k. Và trước giờ các bạn đọc là a, bị sao rồi hả?
Hơi rẻ, ok, đợi đã. Đợi chứ các bạn. Hello, hello, đợi chứ. Đợi chứ. Có đỡ hơn không? Chưa hả? Hay để hả, có đi ra rồi hả, cái vô lại rè lắm hả? Ok, các bạn đợi chút ha, rè lắm hả? Giờ ok rồi hả? Ok rồi, nếu mà rè thì các bạn nói hả, bởi vì cái internet và hả, các bị gì. Ok, vậy tiếp tục hết. Bởi vậy cho nên các bạn cứ tưởng tượng như vậy nè. Trong cái chữ care, ok, các bạn đã học về aspiration. Là hết nghe rồi ha. Khổ ghê. Ok, nghe chưa? Hello, hello, nghe chưa? Rồi nghe. Ok. Nói hoài chưa hết cái chữ can. Ok. Thì nếu mà trước tới bây giờ các bạn đọc là can thì các bạn hãy cố gắng sửa lại cái aspiration của letter K khi đứng đầu. Đấy, còn trước giờ các bạn đọc là A thì các bạn hãy cố gắng đọc là âm A, có nghĩa là can. Can, đọc cho nó chuẩn đi. Nhưng mà đây là những cái chữ mà các bạn đã biết rồi. Các bạn chỉ có quay trở lại và các bạn sửa nó thôi. Đấy, các bạn cứ tưởng tượng như vậy nè. Là ví dụ như hồi như các bạn bây giờ ai cũng người lớn hết rồi, các bạn cứ tưởng tượng là các bạn đi nha sĩ và mỗi người trong chúng ta lớn rồi thì cá kỹ chắc cũng khoảng trên dưới 30 cái răng, và các bạn muốn có một hàm răng rất là đẹp, rất là trắng và đều và kể như là perfect, thì các bạn sẽ nói với ông nha sĩ là ok, bây giờ làm sao tôi có thể sửa lại được. Các bạn còn nghe không? Thấy im hết là chắc là cá bay ra ngoài rồi. Ok, rồi. Không nói nhiều nhưng mà lâu lâu cũng chờ cá chút xíu các bạn. Ok, có lâu. Thì tùy mỗi người các bạn ha, mỗi người có người thì cần phải sửa lâu, có người phải wear braces, những cái braces các bạn có thể wear, chẳng hạn ví dụ như là các bạn người thì có thể là 3 tháng là xong rồi, người thì 6 tháng là răng đều rồi, có thể người là 2 năm cái răng nó sẽ đều. Nhưng mà cái răng của mình người ta không có cần phải nhổ hết 30 cái răng đi, và người ta bắt để cho các bạn trồng lại hoặc là các bạn mọc lại từng cái răng một thì nó quá lâu, các bạn thấy không? Thì nó quá lâu đi. Bởi vậy cho nên cái vấn đề mà người ta sửa cái răng của bạn cũng giống y như là khi mà các bạn sửa lại các âm của các bạn. Hà Cát đem cái ví dụ sát như vậy đó, các bạn hiểu được ý Hà Cát chưa? Ok, bởi vậy cho nên cái quá trình chúng ta sửa cái âm đó, cái luyện âm của mình đó là mỗi người mỗi khác. Thành ra các bạn đừng có thấy à, cái người này họ họ giỏi quá, họ học bao nhiêu năm rồi và bây giờ sao mà họ tự dưng thôi trong vòng có 6 tháng họ có thể sửa lại hết tất cả mọi cái chữ đó, và người ta bây giờ nói cái âm rất là sát với
phải nói là trên 90% giống như người Mỹ. Và các bạn nói, ủa tại sao mà tôi học hoài tôi không sửa được? Thì mỗi một người cái sự nhận xét, cái sự mà nhận thức được cái kiến thức nó mỗi khác các bạn ha. Cho nên các bạn đừng có nản, những bạn nào mà thấy là chưa có nắm vững được đó, các khuyên các bạn cố gắng nghe lại những cái tài liệu trước. Tại vì như Hà Cát nói, không phải một lần mà các bạn hiểu được hết đâu, nghe đi nghe lại khoảng chừng 10 lần. Nếu mà vẫn không hiểu được một cái vấn đề nào đó thì có thể vào lớp và hỏi FVOC hoặc là hỏi Hà Cát, thì Hà Cát sẽ có những cái giờ để mà Hà Cát giúp thêm cho các bạn. Nhưng mà các bạn phải tự mình sửa lại cho mình các bạn nha. Tại vì nếu mà các bạn không tự mình sửa cho mình đó, tại vì các bạn đã biết về assimilation, các bạn đã biết rất rất là nhiều rồi, các bạn đã biết về Lucky Seven, các bạn đã biết tất cả những cái điều đó. Và ngày hôm nay Hà Cát sẽ giúp thêm cho các bạn một chút xíu nữa, thêm một vài vấn đề nữa trước khi chúng ta học tất cả các âm ở trong này các bạn ha. Bạn có gửi về email của ESL đó bạn. Thường thường Hà Cát không có nhận mail riêng, Hà Cát chỉ có nhận qua ESL thôi. Cho nên các bạn có thể gửi thẳng về về đó rồi để làm subject là Hà Cát thì admin ở trong này sẽ pass qua cho Hà Cát. Alright. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu tiếp tục các bạn ha. Lần trước chúng ta đã nói về unvoiced và unvoiceless. Các bạn còn nhớ không? Alright, good. Alright. Trong tiếng Anh có bao nhiêu âm voiceless? Có 8. Chúng ta chỉ cần nhớ bao nhiêu? Đừng ai nói một nha. Làm sao để nhớ? Có bạn nào nhớ? Có bạn nào thuộc chưa? Không cần Lucky Seven, các bạn có thuộc chưa? Hôm nay bot chưa có mở lên nữa. Ok. Rồi thì đánh ra cho các coi. Đây là âm các bạn nha. Đây là âm. Bảy âm trong tiếng Anh chúng ta cần nhớ. Very good. Ok. Tất cả những cái ending sound trong tiếng Anh chúng ta cần phải làm gì? Khi mà đọc đó, chúng ta cần phải nhớ điều gì? Tất cả những âm đó, ok, đều phải được reduce. Very good. Ok, tại sao Hà Cát nhắc tới cái điều này? Hà Cát sẽ giải thích cho các bạn một cái điều này. Những người nào mà đã học rồi, những cái khóa trước, nghe đi nghe lại rồi, thì các bạn làm ơn ngồi yên ha. Cái điều này Hà Cát chỉ nhắc cho những bạn nào mới mà thôi. Ở trong tiếng Anh, các bạn biết những bạn nào mà đã học grammar rồi đó, thường thường các bạn đều biết chúng ta gặp phải trường hợp là khi mà cái verb nó cộng với ed. Thì khi bất cứ một cái âm nào cộng với ed thì các bạn sẽ gặp ba trường hợp: một là các bạn phát ra âm d, một là các bạn sẽ phát ra âm t, và một là các bạn sẽ phát ra âm ed. Okay, ví dụ chúng ta có những cái chữ như là look cộng với ed chúng ta sẽ đọc là looked. Ok, hoặc là những cái chữ như là bạn nào có chữ viết ra giúp Hà Cát, bây giờ Hà Cát không có chữ nào trong đây hết. Là shade. Ok, shade đi, chúng ta sẽ có bỏ một cái e đi thì chúng ta sẽ có là shaded. Ok, Hà Cát đang là decided. Ok, cooked. Alright, arise, very good. Cái đó đâu phải ED đâu, trời ơi, arrive, ARRIVED, arrived, rồi, như vậy đủ rồi. Ok, thì bây giờ các bạn sẽ thấy chúng ta có ba trường hợp, như cái chữ thứ nhất là chúng ta có chữ looked. Ok, các bạn đọc cái âm này, từ trước tới giờ các bạn cũng biết nó là âm T, phải không? ED ở trong này các bạn sẽ đọc là looked, đúng không các bạn? Đúng không? Ok, nhưng mà các bạn có hiểu tại sao không? Đúng rồi, cái chữ asked chúng ta cũng đọc âm t, và những cái chữ như là hồi nãy có một bạn viết lên đó, để các coi, người nào học rồi ngồi yên nha. Ok, hooked, đại khái như vậy. Ok, các bạn còn nhớ cái luật hôm trước Hà Cát nói với các bạn không? Đó, Hà Cát biết mà, toàn là những người đi trước rồi nghe xong rồi cái bây giờ thảy ra không à. Hà Cát hỏi những người chưa bao giờ nghe khóa luyện âm, những người nào mà học rồi làm ơn đừng có cho các bạn khác sợ nhá. Ok. Các bạn còn nhớ không? Ba cái luật Hà Cát nói lần trước. Còn nhớ không nào? Ok. Voiceless đi chung với
Voiceless. Voice đi chung với voiced, ok? Âm trước ảnh hưởng chứ âm sau. Trong cái chữ các bạn nhìn thấy ở trong này, look, cái ending sound của nó là gì? Ending sound trong cái chữ look là gì? Ok, là K. Thì khi mà các bạn cộng vào đó, khi xưa, ngày xưa tất cả các âm ED các bạn ha, nó chỉ là âm D thôi. Nhưng mà các bạn thấy là bây giờ, khi mà chúng ta có âm trước ảnh hưởng cho âm sau, thì âm k ở trong này nó là âm vô thanh, là voiceless, nó sẽ ảnh hưởng cho cái âm d ở phía sau. Bởi vậy cho nên âm d này sẽ trở thành là âm gì? Là âm t, nó là voiceless. Alright. Tại vì sao? Tại vì chúng ta không thể đọc hai âm, một âm voiceless và một âm voice đi chung được, rất là mệt. Rồi lần trước là cái đã đưa ra cái ví dụ đó rồi phải không? Đó là lý do tại sao tất cả những cái ending sound ở phía sau đó các bạn, nếu mà nó là voiceless thì cái âm ở phía sau khi mà các bạn cộng ED vào thì cái trường hợp đó cái âm ED đó nó sẽ biến thành âm T. Tại vì voiceless đi chung với voiceless. Hà Cát nói vậy các bạn mới vào đó, các bạn mới nghe đó, có hiểu không? Nếu mà không hiểu thì cho Hà Cát biết. Không hiểu hả? Sao sao lại vẫn không hiểu? Hai người này chung hay sao? Trả lời giống y chang nhau. Ok. Alright. Từ closed, ok, to close to something. Close có nghĩa là bạn đọc âm gì? Để Hà Cát đưa một số ví dụ các bạn sẽ thấy nhé. Ok, âm D. Thì nếu mà âm D, đâu phải âm D đâu, close là âm gì, đúng rồi. Ok, âm gì? Thì khi mà các bạn cộng ED vào đó, ok, ED này nó sẽ là âm D hay là âm T? Ok, nó là âm D, tại sao nó là âm D? Tại sao nó là âm đi? Các bạn coi lại cái luật thứ nhất hoặc là cái luật thứ hai. Đúng rồi. Voice đi chung với voiced. Bởi vậy cho nên nếu mà âm đi nó là voiced thì nó có thể đi với âm T được hay không? Hoặc có thể vì âm trước là âm Z nó có thể đi với âm T được hay không? Ok, không được. Ok. Cho nên bắt buộc nó phải đi với T hoặc là D. Cho nên các bạn chỉ phải chọn một là T hay là D. Vẫn chưa rõ phải không? Các nói vậy chính là các con confused luôn. Ok. Trở lại. Ending sound trong một cái chữ khác đi các bạn. Nếu ending sound nó là voiced, nếu ending sound nó là voiced thân ha. Nếu là voice, ok, thì bạn phải chọn, ok, Hà Cát nói rồi phải không? Ví dụ như là verb, verb vậy đi ha, cộng với ed, thì chúng ta sẽ có ba trường hợp là chúng ta có một là cộng với là cái âm ed đó nó sẽ phát ra là t hoặc là d hoặc là it. Đồng ý cái vấn đề này không? Cái chữ mà bạn đưa ra một cái chữ irregular verb, đây là regular verb, hả? Thấy không, Hà Cát nói rồi mà. Thay vì chúng ta đưa lên những cái chữ nào mà chúng ta đã học rồi, nó là regular verb, thì lại đưa ra một cái chữ irregular verb. Ok. Rồi, chúng ta đồng ý là khi mà verb chúng ta cộng với ed, thì chúng ta có ba trường hợp, phải không các bạn? Một là t, một là d và một là it. Đồng ý rồi phải không? Thì bây giờ chúng ta đọc t, khi nào chúng ta đọc d và khi nào chúng ta đọc it. Từ trước tới bây giờ đó thì các bạn thường thường hay nói với Hà Cát là phải nhớ, thầy bảo là em phải thuộc. Ok, cái vấn đề này không cần phải thuộc, các bạn chỉ nhìn vào cái ending sound. Ok, Awesome đưa lên cái chữ buzz. Ok, to buzz someone. Ok, to buzz thì cái âm ending sound nó là âm gì? Âm nha các bạn, Hà Cát hỏi về âm. Ending sound trong cái chữ buzz nó là âm gì? Âm gì là voice hay là voiceless? Các bạn hỏi từng bước như vậy đó thì các bạn sẽ trả lời được. Ok, âm V là âm voiced. Ok, thì ở trong ba cái này các bạn hãy nhìn T và D, cái nào là voiced? Âm D. Bởi vậy cho nên khi mà chúng ta đọc cái chữ buzz
Thì âm y đi ở trong này các bạn sẽ đọc là âm t hay là âm d? Ok, hiểu chưa? Các bạn hiểu chưa? Những bạn mới thôi, Hà Cát không nói đến những bạn đã từng nghe rồi. Hà Cát hỏi những các bạn mới thôi. Hiểu chắc chắn 100% chưa? Vẫn còn confused, ok, Phong Lê vẫn còn confused. Ok, cái chữ của Phong Lê đưa lên, ok, confused. Ok, bạn hiểu rồi, ok. Hả có muốn các bạn tự mình có thể làm được đó ai ai hả có muốn tự các bạn thử coi ok bây giờ bạn đưa lên cái chữ của bạn đấy từ từ hả có sẽ đưa từng chữ của các bạn lên ha phong đâu rồi cái chữ của bạn là confused đúng không ok khi mà bạn đọc confused cái âm phía sau bạn là âm gì confused hoặc nói về âm nha hả có không có nói về về chữ nha confused âm gì confused Fuse khi mà kéo dài như vậy nó là no 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 chỉ confuse nó là âm gì các bạn ha nó không phải là âm s confuse khi mà verb nó là âm 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 gì mà ok đừng có nhìn vào chữ các bạn nghe cái âm đó nó là âm nó âm gì phải không thì ví dụ như là khi confuse thì các bạn sẽ nghĩ là nó cộng với nó là d hay là t Phong hiểu không À, đi tại sao nó là đi giam giam từ từ đã giam giam bạch đợi chút xíu đó hả các nói cho Phong hiểu cái này đã rồi hả các sẽ nói tiếp quy tắc hả các nói rồi đó Trang voiceless đi chung với voiceless voiced đi chung với voiced âm trước ảnh hưởng cho âm sau bạn coi verb các bạn ha khi mà chúng ta đưa lên đó hả các nói những cái chữ này là gì verb cộng với ed Tại vì khi mà các bạn để ý nè, ok, ngân ngân test chat lại dùm hạ cấp một chút nha. Ok, ví dụ các bạn đưa lên cái từ use, các bạn sẽ không biết cái use này nó là noun hay là nó là verb. Tại vì nếu các bạn đưa lên đó một chữ như vậy không thì chúng ta không biết. Tại cái từ use này nó có thể là verb hoặc là noun. Nhưng mà nếu mà nó là verb thì chúng ta viết to use thì các bạn sẽ thấy cái âm đó là âm gì? Ok, nó là âm gì? The use of something. The use of something. The use of something. Thì cái chữ use này nó là noun. Thì nó lại là âm S. Bây giờ chúng ta chưa có qua cái phần đó các bạn ha. Các bạn đừng có confuse yourself, đừng có đi trước. Các bạn hãy chỉ có concentrate trong cái verb hoặc cách nói mà thôi. Ok, chẳng hạn như chữ use. Ở trong này chữ use. Thì các bạn sẽ thấy cái âm của cái use nó là Z hay là S. To use hồi nãy Hà Cát vừa nói xong rồi verb nó là gì các bạn không hiểu rồi ok nghe kỹ nha cái chữ use nếu mà đưa lên một chữ use không thôi đó thì chúng ta không biết được là đọc âm cuối là âm s hay là âm gì tại vì cái chữ use này nó có được dùng bằng hai cách một là noun là danh từ hai là verb là động từ nếu mà nó là noun thì chúng ta sẽ đọc là the use of something thì các bạn sẽ thấy cái chữ use đó nó là âm s the use of something ok thì đó là âm s nếu mà nó là noun các bạn hiểu không đừng có nhìn thấy cái chữ viết nghe cái âm cũng cái từ use đó nếu nó là verb thì chúng ta sẽ đọc là to use something thì các bạn thấy cái chữ use nó sẽ kéo dài hơn và cái ending sound của nó là z chứ không phải là s nghe hai cách nha noun use verb use các bạn thấy cái the length là vowel áp dụng ngay trong đây không Noun, use, verb, used. Thấy cái chữ use nó kéo ngắn và cái chữ use nó kéo dài. Có nghe được không?
Alright, good. Bây giờ chúng ta trở lại cái verb. Nhớ ha, chúng ta đang nói về verb cộng với ed. Cẩn thận nè. Ok. Thì cái chữ trong đây đó nó là verb, to use. Nó là verb. Thì cái ending sound của nó là gì? Hả, có hỏi lại. Nó là gì? Ok, bởi vậy bạn phải chọn. Ok. T hay là D? Nhớ là voiced đi chung với voiced. Bởi vậy cho nên nếu đã là âm gì thì các bạn phải biết phía sau chúng ta phải đọc là gì. Chúng ta bắt buộc phải đọc là âm gì. Hơi hơi hiểu hiểu chưa? Hơi hơi hiểu hiểu một chút chút chưa? Ok. Được không? Hơi hiểu rồi phải không? Hồi nãy bạn Phong vậy đó nói là không hiểu đó, bây giờ bạn đã hiểu hiểu một chút chưa? Ok, cho họ cái thêm một cái chữ, hồi nãy các bạn đưa chữ love. Đúng không? Love. Ok, to love. Các bạn để ý ha. To love. Âm V ở phía sau. Âm V ở phía sau. Đừng hỏi đi ra ngoài loài lệ chụp em. Ok, chỉ có nhớ, nhớ là hôm nay họ có nói đưa verb cộng với ed, chúng ta làm cái vấn đề này thôi. Ok, cái chữ to love, cái âm V nằm ở phía sau đó các bạn. V đó là voice hay là voiceless? Nó là voice. Bởi vậy cho nên các bạn sẽ chọn, khi mà các bạn đọc love thì cái âm âm phía sau đó, âm ED đó sẽ là D hay là T? Very good. Không có ai sai hết. Very ok, có chút yêu sai rồi. Âm V. Ok. Love. Cái âm phía sau của nó là âm âm V. Ok, âm V nó là âm voiced. Bởi vậy cho nên nó chỉ có thể đọc là D chứ nó không thể đọc là T. Tại sao nó không thể đọc là T? Loved là D chứ không thể là T. Tại sao vậy các? Tại vì voice đi chung với voice. Ok, cho nên chỉ có thể là voice đi chung với voice. Đúng rồi. Ok. Tại sao hai cách đứng? Là tại vì bây giờ các bạn có thể trở lại tất cả những cái verb từ trước tới bây giờ các bạn ha. Tất cả những cái regular verb, có nghĩa là khi mà cộng với ed đó, nó sẽ đọc là either t or d. Thì bây giờ các bạn đã có thể giải thích cho mình rồi. Phải không? Các bạn đưa lên bất cứ một cái vấn đề nào. Bây giờ Hà Cát muốn các bạn làm điều này cho Hà Cát nha. Ok, các bạn đưa cái điều này cho Hà Cát nha. Ok, mỗi bạn đưa lên cho Hà Cát một cái verb, một cái động từ. Ok, rồi các bạn viết cái verb đó ra, whatever it is. Và các bạn cho Hà Cát biết là cái ending sound nó là gì, nó là T hay là D. Để Hà Cát coi các bạn có, Hà Cát có access thì coi các bạn có viết hết chưa. Ok, good. Watched. Bạn cho âm T. Very good. Worked. Âm T. Đúng rồi. Lived. Âm D. Linked. Ok, good. Liked. Ok, watched. Very good. Alright. Các bạn, hầu như các bạn đã biết hết rồi. Còn cho Hà Cá biết, cái chữ của revolve, ok, đưa lên, là bạn muốn đưa cái chữ này lên. Thì các bạn biết là hôm nay chúng ta sẽ học tới digraph, mà digraph thì từ từ chúng ta sẽ nói ha. Lý do tại sao bạn đã đưa âm T là tại vì âm âm phía sau nó là âm F. Very good. Alright, hầu như chúng ta đã biết hết cái vấn đề này rồi. Các bạn sẽ thắc mắc tới cái điều thứ hai, khi nào chúng ta dùng it. Ok, ok, ngõ hồng đưa lên đó. Ok, đưa lên cái chữ mà wanted. Ok, thì bây giờ chúng ta hãy hãy tự mình coi cái chữ này các bạn ha. Cái chữ want, ok, cái ending sound của want nó là gì? Ok, nó là T. Thì nếu các bạn thấy cộng ED ở trong này đó, cái chữ want, nếu mà bạn cộng ED thì cái ED này nó sẽ là T hay là D các bạn? Thì nó sẽ là T. Thì chúng ta sẽ gặp cái trường hợp là chúng ta sẽ có want và thêm âm T nữa. Bởi vậy chúng ta sẽ có cái luật gọi là insertion. Có nghĩa là khi mà hai âm đi sát vào với nhau đó, người ta không cách nào người ta đọc để mà hiểu được hết. Thành ra người ta mới cho cái âm
thêm cái âm vào trong đó cho nó thành ra là it. Want, wanted. Ok, một bạn đưa lên cái chữ need. Ok, need. To need something. Ok, thì các bạn sẽ thấy âm ending sound ở trong này là âm D. Thì các bạn sẽ nghĩ là T hay là D chúng ta sẽ cộng vào ở phía sau. Nó sẽ là âm D. Cho nên trường hợp chúng ta sẽ đọc là need cộng với D. Đợi chút lần. Ok, bởi vậy cho nên chúng ta sẽ dùng cái luật insertion. Những bạn nào mà đã ngồi trong lớp FUC các bạn đã nghe hết rồi. Nhưng mà những bạn mới thôi, hoặc các đang nói về cho những bạn mới thôi, hoặc các muốn đó là những bạn nào mà mới vào nghe lần đầu đó, hoặc các muốn các bạn nắm vững cái điều này. Để các bạn khi mà nhìn vào một cái verb, hoặc các nhấn mạnh một cái verb khi mà nó cộng với ed, các bạn sẽ không thắc mắc là tại sao hoặc là mình phải coi thử coi là mình đọc là âm t hay là âm d hay là âm e, là mình không còn thắc mắc cái vấn đề đó nữa. Các bạn hiểu không? Đúng rồi, mình không cần học thuộc đó Khanh. Ok, tại vì Hà Cát biết là có rất rất là nhiều các bạn hay nói với Hà Cát là ô thầy hay là cô nào đó lo nói phải học thuộc từng chữ, không cách nào mà có thể giải thích ra được. Các bạn đã thấy chúng ta giải thích ra được rồi đó. Ok, cho nên trong tiếng Anh tất cả những cái điều mà những người nói là các bạn phải học thuộc đó không có đâu. Những cái điều mà gọi là irregular, những cái sự mà gọi là cái là gì ra irregular là những cái ngoại lệ đó, nó không có nhiều đâu các bạn, nó không có nhiều. Bởi vậy cho nên các bạn học tất cả những cái gì mà chung chung đó, general, tất cả những cái gì mà những cái luật chung chung như vậy, các bạn có thể giải mã cho tất cả những cái điều mà mình học. Mà bây giờ mình không cần phải học từng chữ chữ một nữa, mình gom hết tất cả cái những tất cả cái verb nào mà nó ending sound in a voiced thì các bạn sẽ biết ngay phía sau đó là gì. Những cái ending sound nó là voiceless thì chúng ta biết ngay nó sẽ là âm t. Còn khi mà chúng ta ending sound mà chúng ta biết là t hoặc là d thì các bạn sẽ biết là chúng ta sẽ đọc là it. Đúng không? Tại vì chúng ta không thể đọc hai âm là đi chung với nhau được. Thì bắt buộc chúng ta phải dùng cái lời insertion bỏ vào trong đó thêm cái it nữa để cho nó wanted. Có vậy thôi. Nó so simple. Tại vì nếu mình đọc là wanted thì đâu ai hiểu mình nói gì đâu. Nhưng mà nếu mình wanted thì người ta sẽ hiểu được. Good. Ngộ ra điều rồi phải không? Rồi, bây giờ Hà Cá sẽ nói nha. Ok, đây là cái điều các bạn sẽ nghe thấy nè. Hôm nay Hà Cá thấy cái lớp này thật sự là rất rất là ngoan, là tại vì các bạn không có challenge Hà Cá. Tại vì lần nào cũng vậy hết, Hà Cá bị các bạn đưa lên cái điều như thế này. Thưa cô, tại sao cái chữ naked, ok, mà không đọc là naked? Ok, Hà Cá bị hoài hả? Ok, beloved mà tại sao học beloved mà lại đọc là beloved, đại khái như vậy, có nghĩa là naked. Tại cái thường thường họ có hay bị cái chữ này nhất nè. Ok, cái chữ rat nó vẫn là t, bạn ha, cái âm k thì nó vẫn là t. Ok, đúng rồi, tại vì họ có nói rõ ngay từ đầu verb cộng với ed, còn cái chữ naked nó không phải là naked, không có cái chữ nào là chữ naked hết. Right. Cho nên chứ nó không có vào trong cái luật này được. Các bạn thấy không? Cho nên nó không có vào trong cái luật này được. Cho nên các bạn phải phải để ý là nếu mà người nào mà họ hỏi các bạn, ủa tại sao cái chữ naked không đọc là next mà lại đọc là naked, thì các bạn nói cái luật như thế nào? Verb cộng với ed có chữ nào là chữ next đâu? Okay, so chữ next is not a verb. Alright, exactly. Alright, rồi. Có bạn nào thắc mắc về vấn đề này không? À, hồi nãy có một bạn nói về cái vấn đề chữ left, ok, chút xíu Hà Cát sẽ nói tới cái điều này bạn ha. Tại khi chúng ta nói về diagram. Rồi, không cần phải học, thân engineer, bạn đã hiểu ra rồi. Ok. Bạn đã hiểu ra rồi, bây giờ bạn đem ra áp dụng cho tất cả những cái verb, những cái từ nào mà bạn đã học, đã biết từ trước rồi đó. Ok, thì bạn sẽ coi lại cái à bây giờ mình đã biết là cái tại sao mình đọc cái chữ đó là âm t, hoặc là tại sao mình đọc chữ đó là âm d, tại sao mình đọc là it. Và bạn sẽ nắm vững được cái nguyên tắc này và bạn có thể áp dụng vào bất cứ một cái verb nào mà bạn đã từng biết. Alright. Rồi bây giờ chúng ta tới cái phần for.
Phần plural, ok. Chút xíu nữa bạn Trang Trang Phạm ha, Hà Cát nói là Hà Cát sẽ nói tới cái âm GH chút xíu nữa. Ok. Alright. Bây giờ chúng ta nói tới plural. Khi mà thường thường những cái regular nouns sẽ các bạn, khi mà chúng ta có bên tiếng Anh thì khi mà một thì khác với bên Việt Nam là tại vì bên Việt chúng ta để cái số ở phía trước, chẳng hạn ví dụ như là cá, ok, chẳng hạn cá thì chúng ta không biết là mấy con cá hết, có cái số ở phía trước là một con cá, hai con cá, năm con cá thì chúng ta mới biết được là cá nó nhiều hay là ít. Trong tiếng Anh các bạn có thể nhìn vào cái chữ và các bạn có thể biết được ngay là đây là singular. Singular có nghĩa là một. Yep, books, khi người ta cộng cái âm cái letter S vào thì nó sẽ ra là plural. Hầu như tất cả các bạn đều biết hết về vấn đề này rồi phải không? Even lớp bây giờ chúng ta đang lớp 1 cũng biết rồi vấn đề này rồi phải không? Ok, good. Thì chúng ta lại thắc mắc cái vấn đề là ok, khi mà cộng với S, noun, cộng với S thì chúng ta có hai trường hợp là đọc là S. Đúng không? Đấy, nếu bây giờ Hà Cát nói các bạn hãy dùng nguyên cái luật mà hồi nãy Hà Cát đưa cho các bạn đó, voiceless đi chung với voiceless, voiced đi chung với voice, âm trước ảnh hưởng cho âm sau, các bạn nghĩ rằng mình có thể giải mã cho tự mình được không? Có hả? Không hả? Ok, bây giờ thử đi. Ok, bây giờ thử ha. Ok, cái chữ book. Ok, âm ending sau nó là âm gì? Book. Ok, thì chúng ta có trường hợp là S và Z. Ở trong này, S là voiceless, Z là voiced. Bởi vậy thì âm K, âm K, chúng ta sẽ đi là S hay là Z. Đó, các bạn tự giải thích cho mình rồi đó. Ok, S là voiceless, Z là voiced. Đúng không? Thành ra mình cứ nhìn cái ending sound thì các bạn sẽ biết ngay là chúng ta nên đọc là âm S hay là âm gì. Hà cả nói ngắn gọn như vậy các bạn hiểu không? Đúng rồi, tại như Hà Cát nói hồi nãy đó Khanh, bạn chỉ cần học như vậy thôi là bạn có thể hiểu hết, chứ bạn không cần phải học từng chữ chữ một. Chuột yêu coi cái hỏi các bạn là Lucky Seven là gì? Rõ rồi. Ok. Tại vì các thầy cô ở bên Việt Nam đó các bạn, theo như Hà Cát được biết, không có mấy người ở trong ngành ngữ học. Ok, họ có thể là họ theo như Hà Cát biết đó, là khi trước thì họ chỉ có một cái bằng bằng bachelor là bằng gì? Bằng bachelor là bằng cái gì? Quên mất tiêu rồi. Bachelor là bằng gì các bạn? Là bằng cử nhân. Thì họ học có bằng cử nhân. Những người mà ở Canada thì họ hay hoặc là bên Úc đó, họ chỉ học một cái khóa gọi là cái khóa TESOL mà gọi là certificate. Ok, cái khóa này là 8 tuần là họ đã được về Việt Nam và họ dạy Anh văn cho các bạn, là tại vì họ là người nói được tiếng Anh ở bên đây. Ok, thì chỉ có 8 tuần thôi, cho nên có họ có thể là ở ngành bất cứ một cái ngành nào thì khi mà về bên đó họ chỉ có thể nói được tiếng Anh, họ có thể nói được giống như người bản xứ. Nhưng mà khi mà dạy đó thì họ không có cái sự hiểu biết về chính cái ngôn ngữ để mà giải thích những cái điều này. Cho nên khi mà nói về linguistics, đây là một cái ngành nằm ở trong cái English and Literature Department. Okay. Nó nằm ở trong cái khoa English and Literature department của ở bên Mỹ đó.
Cho nên khi mà học về cái ngành linguistics thì cái điều đầu tiên là phải học tất cả những cái điều cần biết về tiếng Anh. Tại sao người ở bên đây phải học về tiếng Anh? Tại vì khi mà so sánh với tất cả một cái ngôn ngữ của các nước khác thì bắt buộc chúng ta phải có cái gì để mà so sánh với. Bởi vậy cho nên khi mà học về linguistics thì đã nắm vững tất cả mọi điều về trong tiếng Anh. Thì khi mà đem so sánh với tiếng của Việt Nam hay tiếng của nước Đức hay là tiếng cái gì gì đó thì mới có thể so sánh được. Cho nên các bạn đừng có nghĩ rằng tất cả mọi người Mỹ họ đều có hiểu về tất cả mọi cái điều về ngôn ngữ của họ. Cái điều này không có các bạn ha. Tại vì phải học về cái ngành đó thì mới có thể hiểu được. Bởi vậy cho nên khi mà các bạn gặp một người Mỹ, khi mà các bạn hỏi họ về vấn đề PTK, họ không biết. Alright. Các bạn hỏi họ về assimilation, họ không biết. Và các bạn hỏi về những cái vấn đề mà Hà Cát đưa ra cho các bạn ngày hôm nay đó là âm trước ảnh hưởng cho âm sau, đại khái voiceless chúng tôi, họ hoàn toàn không biết. Cái này không phải là tại vì các bạn sẽ nói, tại sao họ không biết được, đây là ngôn ngữ của họ. Okay. Tại vì đây là cái ngôn ngữ họ nói từ nhỏ tới lớn đó các bạn, thành ra không bao giờ để ý. Cũng giống như hôm trước Hà Cát đưa lên với các bạn hai cái âm ao và âm au. Và các bạn nói, từ trước giờ đâu có để ý tới vấn đề này đâu. Hoặc là Hà Cát đưa lên cho các bạn cái âm u và a mà Hà Cát đọc nó là u ơ. Thì các bạn nói chứ trước giờ thật sự là không để ý tới vấn đề này. Là tại vì các bạn nói cái ngôn ngữ này từ nhỏ tới lớn rồi, nhưng mà hoàn toàn không có đi sâu vào để học để mà giải thích. Ok, cho nên đừng có trách những người mà ở bên đó họ dạy các bạn ha, ở trong các trung tâm mà dạy. Theo như Hà Cát được biết đó, hiện tại bây giờ ở bên Việt Nam chỉ có hình như là chỉ có một hai trung tâm thôi, khi mà họ có cái requirement là những cái instructor phải có cái master in TESOL. Thì cái người mà instructor ở trong đó đó, nếu mà cái ngành trước của họ là linguistic thì họ sẽ biết về vấn đề này. Còn nếu mà cái ngành trước của họ về English only, họ cũng không biết về cái vấn đề này. Ok, bởi vậy cho nên đây là nó hơi đi sâu vào trong một chút xíu về ngữ học. Hà Cát thấy nó giúp ích cho các bạn thì là Hà Cát đem lên chia sẻ vậy thôi. Ở bên Việt Nam Hà Cát không biết đâu các bạn, tại vì có một professor của Hà Cát về bên đó, người ta mời về bên đó để giảng đó, cho nên ông ta có về và nói cho Hà Cát, về Hà Cát biết về vấn đề này, cho nên có coi những cái hình ảnh thì Hà Cát coi tới Hà Cát không có để ý lắm về cái vấn đề đó, nhưng mà Hà Cát chỉ biết một điều là người ta nói cái trung tâm đó khi mà giao rất là mất tiền, so anyway, chúng ta học free ở trên này là được rồi. Alright, chào các bạn ha. Ok, cho nên ngày hôm nay chúng ta đã học cái luật mà hôm trước Hà Cát đưa nói cho các bạn là voiceless đi chung với voiceless, voice đi chung với voice và âm trước ảnh hưởng cho âm sau. Các bạn đã thấy nó bắt đầu, các bạn đã đưa ra và áp dụng ở trong tiếng Anh rồi. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục cái phần về cái phần của bài số 5. Ok, khi mà các bạn nhìn vào bài số 5 đó, thì các bạn sẽ thấy cái vấn đề hôm qua Hà Cát đưa lên đó là diagram và plan. Ok, cho Hà Cát hỏi diagram và plan, hiện Hà Cát phải email cho professor nào, Hà Cát so busy these days không, cho nên Hà Cát nghĩ là chắc chắn Hà Cát sẽ không làm đâu, tại vì nếu mà Hà Cát làm được Hà Cát sẽ làm, nhưng mà Hà Cát so right now bây giờ Hà Cát rất rất là busy, tại vì Hà Cát sửa soạn phải thi đó. Hà Cát đang tính xin phép cho các bạn cho Hà Cát nghỉ vài tuần mà không biết có ai cho phép hay không. Ok, nếu không vào trong đây một hồi chắc bệnh luôn. Alright, chào, bắt đầu từ tuần tới rồi. Ok, vấn đề diagram and plan. Ok, các bạn coi thử ha. Plan là khi mà chúng ta có hai âm đi chung với nhau. Trường hợp chúng ta có B and L. Bl. Ok, bl. Đấy. Thì chúng ta sẽ thấy hai cái âm đó đều đọc rõ ra. Nhưng mà ok, bớt bớt test chat lại. Lên rau muống. Không, không có nghe. Ok, bạn có dùng giờ giờ trên đây học ôn nè. Ok. Chúng ta nói về blends. Ok. Blends có nghĩa là hai âm đi chung với nhau và chúng ta đều phát ra hai cái âm đó. L. Ok, tuy là nó sát nhau. B and L.
sát vào trong. Ok, nhưng mà các bạn sẽ thấy chúng ta phát rõ ràng hai cái âm đó. Còn digraph là hai âm khi đi chung với nhau, âm g và âm h đi chung với nhau. Nhưng mà nó có thể ra cái trường hợp là chúng ta trong cái chữ như là cough hoặc là cái chữ laugh hồi nãy một bạn đưa lên, thì các bạn sẽ thấy gh ở trong này. Tuy là viết là gh nhưng mà nó cho chúng ta một cái âm hoàn toàn mới, đó là âm f. Ok, thì gặp cái trường hợp mà chúng ta có một cái âm hoàn toàn mới như vậy đó, nó không dính líu gì tới âm g, cũng không có dính líu gì tới âm h, thì khi đó mới nó mới là digraph. Đúng cái nghĩa của cái chữ digraph. Các bạn hiểu không? Alright. Cho nên chúng ta sẽ gặp những cái trường hợp ngày hôm nay Hà Cát chỉ có nói về cái những cái digraph trong consonant thôi. Consonant có nghĩa là phụ âm. Nhưng mà chúng ta sẽ thấy nguyên âm là vowel, ok, nó cũng sẽ có digraph. Và các bạn sẽ hỏi Hà Cát là ok, khi nào mà cái chữ này cộng với cái chữ này rồi đọc như thế nào, hoặc là những cái chữ này đi với cái chữ này đọc như thế nào, hay là chữ này đi với chữ này đọc như thế nào, đại khái như vậy. Tại sao nó không ra một cái âm, lúc nào cũng ra cái âm đó, mà tại sao khi thì đọc âm này, khi thì đọc âm kia? Thì chúng ta phải hỏi ngược lại mình. Các bạn có gặp cái trường hợp đó không? Các bạn có gặp cái trường hợp mà các bạn có thấy khi thì cái chữ này nó dày, khi cũng là hai cái chữ đó, nhưng mà khi đọc thế này, khi đọc thế kia không? Ok, thì các bạn hãy nghĩ tới cái digraph. Ok, Hà Cát nói với các bạn digraph có nghĩa là khi mà hai âm nó đi chung với nhau, nhưng mà nó cho các bạn một cái âm hoàn toàn mới. Ok, hoàn toàn mới. Thì các bạn sẽ hỏi mình như thế này. Ok, để các coi. Để các coi thử coi có thể đem một cái ví dụ như thế này. Nếu mà chúng ta có thể nói là tất cả mọi người đàn ông đều là con người, các bạn đồng ý không? Tất cả mọi người đàn ông đều là con người, các bạn đồng ý câu đó không? Có ba người đồng ý thôi hả? Bốn người, ok. Vậy nếu bây giờ Hà cắt ngược lại cái câu đó, tất cả mọi con người đều là đàn ông, các bạn đồng ý câu đó không? Ok, good. Bạn sẽ thấy rõ ràng rồi phải không? Các bạn đã thấy rõ ràng. Hà không nói về acting, ok. Michelle là có nói về acting. Hà có nói các bạn chỉ có hiểu, nếu các bạn hiểu được điều đó, các bạn sẽ hiểu ngay về vấn đề digraph. Ok, là như thế này. Nếu chúng ta đồng ý tất cả mọi người đàn ông đều là con người, nhưng mà chúng ta lại không đồng ý là tất cả mọi con người đều là đàn ông, thì bây giờ các bạn hãy thử coi. Tất cả mọi cái combination, ok, của các chữ, chẳng hạn ví dụ như combination của các consonant, ok, hoặc là các combination có nghĩa là cái sự đi chung với đó các bạn, hoặc là của vowels, ok, chẳng hạn ví dụ các bạn đưa chữ I với A, ok, I với A nó là một cái combination của hai cái vowels được kết hợp, đúng rồi các bạn, ok, kết hợp của hai cái vowels, ok, nhưng mà có thể là tất cả mọi cái kết hợp của vowel đều là digraph hay là không? Ý của Hà Cát là như vậy, hiểu Hà Cát nói không? Bởi vậy cho nên khi mà chúng ta thấy cái chữ nào chúng ta ủa tại sao cái chữ này không đọc như vậy, các bạn sẽ coi lại coi nó có phải là digraph hay là không đã. Digraph là khi mà hai cái letters, hai cái gì đó, hai cái trường hợp như vậy nè bạn, hai cái letters đi chung với nhau đó, thì nó phải đưa cho bạn một cái âm hoàn toàn khác. Ví dụ như âm đây là âm g phải không, đây là âm h, thì nó đưa cho bạn một cái âm hoàn toàn khác. Ví dụ trong cái chữ cough
Nó đưa cho các bạn là âm F, có nghĩa là GH trong cái trường hợp này đưa cho bạn âm F thì nó là digraph. Rồi, hiểu rồi phải không? Ok, các đi hơi ngoài lề chút xíu là tại vì các muốn có cái cơ hội để mà giải thích cho các bạn về cái vấn đề digraph. Cho nên nếu mà chúng ta biết được digraph nó là gì, plan là gì, các bạn dễ dàng để các bạn hiểu bài hơn. Ok, rồi bây giờ trở lại bài nha. Bây giờ trở lại lớp 1 các bạn ha. Nãy giờ nói các bạn, đây là các bạn trường hợp. Các bạn này là lớp quá cao rồi. Bây giờ trở lại lớp 1 nha. Ok, nếu không các bạn sẽ hơi bị lạc. Ok, mở tài liệu ra chúng ta sẽ thấy. Mở tài liệu ra chúng ta sẽ thấy ở trong này chúng ta có đâu rồi, CH hôm qua chúng ta đã nói rồi phải không các bạn? Khờ với hờ, chúng ta không cần phải nói với khờ với hờ nữa các bạn ha, nhưng mà nó sẽ cho chúng ta âm ch, đại khái giống như là trong những cái chữ như là church hay là cheese, cheese hay là chore hay là cherry, đại khái như vậy. Nhớ là cái sự kết hợp của ch, ok, trong tiếng Anh ch ở trong này cộng với c với h nó cho chúng ta tất cả là ba âm. Ok, những cái chữ nào đó hơi nhắc nhở các bạn là tiếng Anh là một cái tiếng vay mượn của rất là nhiều thứ tiếng. Vậy vậy cho nên những cái tiếng nào mà nguyên thủy của nó là của tiếng Mỹ đó, Old English, thì nó sẽ có cái âm là CH trong những cái trường hợp họ có đưa lên cho các bạn như là church hay là cheese hay là chore hay là cherry, thì đó là những cái chữ từ của Mỹ. Nếu mà gặp những cái từ chẳng hạn các bạn sẽ thấy ví dụ như là character hoặc là chemistry, thì các bạn sẽ thấy ở trong này chúng ta sẽ có là âm âm được, nó là âm. Ok, thì những cái chữ nào mà cholesterol, đại khái như vậy, cholesterol, thì các bạn sẽ thấy nó là âm, đúng không các bạn? Thì những cái chữ này đó, ok, là những chữ nó bắt nguồn từ tiếng Latin. Các bạn sẽ gặp một cái trường hợp, ok, là của bạn Awesome đưa lên đó, trường hợp cái chữ shelf, ok, hoặc là cái chữ solid, hoặc là cái chữ sofa. Ok, thì những cái chữ này là những cái tiếng vay mượn của từ bên nước Pháp, French. Ok, cho nên các bạn khi thấy những cái từ đó các bạn có thể nhìn vào và các bạn có thể biết ngay là cái nguồn gốc của nó từ đâu ra. Một số các âm ở tiếng Pháp hoặc là ở các xứ tiếng khác, khi mình đã đưa vào trong tiếng Anh đó, thì các bạn sẽ thấy là nó bị đổi âm đi. Trường hợp như chúng ta sẽ thấy cái chữ Chinese, ok, Chinese, các bạn sẽ thấy là người ta đọc âm CH, nhưng thì các bạn cũng thấy đôi khi người ta giữ cái âm nhưng mà đôi khi người ta sẽ đổi, chẳng hạn như cái trường hợp sofa đổi sang cái âm SH của tiếng Pháp, nhưng mà Chinese từ cái chữ các bạn sẽ thấy nó giống như cái chữ Chinois của người Pháp người ta đọc, cho nên các bạn thấy là khi người Mỹ họ họ hay bị đổi đổi một chút xíu, cho nên chúng ta cũng sẽ hiểu được là những cái chữ đó khi mà nó dây mượn từ các ngôn ngữ khác nó sẽ bị Mỹ hóa một số chữ. Alright. Rồi âm CH xong rồi, bây giờ chúng ta nói tới âm NG. Lý do tại sao Hà Cát viết NG mà Hà Cát viết như thế này, bạn nào có hiểu không, bạn nào có thể trả lời cho Hà Cát là tại sao âm NG Hà Cát phải viết như thế này? Ok, đúng rồi, nó chỉ có thể là âm cuối ở trong tiếng Anh chứ nó không có thể nằm ở phía trước, cho nên người Mỹ khi mà đọc cái họ Nguyễn đó họ không cách nào đọc được hết. Ok, tại vì âm ng nó chỉ nằm ở phía sau thôi mà không có nằm ở phía cho nên ở trong tiếng Anh khi mà âm n, các bạn khi mà đọc n thì nó là nó chỉ có là nó không phải là n, nó không phải là g nữa, mà nó đưa cho các bạn một cái âm khác, đó là âm nó đưa lên mũi đọc chỉ có vậy thôi. Các bạn để ý một chút xíu, ok, thường thường các bạn những cái chữ như là dang, ok, hay là hung, hay là các bạn đọc rang, đại khái như vậy, nhưng mà có một cái chữ nha các bạn ha, các bạn để ý ha là rang, nói hèn mà đâu biết chữ rang, các bạn nhưng mà hai chữ đó nó đều là âm ng, nhưng mà các bạn để ý nha, ok, không phải là tất cả mọi chữ nó đều vào cái trường hợp này, hoặc cách đưa lên cho các bạn một chữ để các bạn có thể đi hù thiên hạ nhé.
Okay. Cái chữ này thường thường các bạn thấy người ta đọc singer, đúng không? Singer. Thì các bạn sẽ nhìn vào trong này thì chúng ta sẽ chỉ nghĩ có một điều thôi, đó là gì? To sing. Đúng không? Sing. Nó đừng chạy ra khỏi lề, các bạn giữ concentrate on cái chữ này thôi. Là các nói và hồi nãy các nói các bạn nhớ không? Những cái bạn đó là hoàn toàn Việt Nam đó. Okay. Hoặc kết đưa lên cho các bạn một cái chữ nó nằm trong cái vấn đề ngoại lệ đó, để về sau là các bạn biết mà các bạn để ý thôi. Ok, thì thường thường các bạn thấy cái chữ này chúng ta luôn luôn nghĩ tới a person who sings, đúng không các bạn? Đúng không? Chúng ta có bao giờ thắc mắc về cái chữ này không? Có bạn nào có bao giờ thắc mắc về cái chữ này không? Ok, hoàn toàn chúng ta không thắc mắc về chữ này. Ok, nhưng mà cái chữ này nó có thể đọc được bằng hai cách. Nếu mà Hakka đưa lên như thế này, singer thì đó là a person who can sing. Nhưng mà nếu Hakka đọc là singer, singer, ok, San Jose là singer đó. Ok, thì nó to sing thì nó là từ cái động từ này. Ok, nhưng mà trong tiếng Anh nó có thêm một cái động từ nữa là to sing. To sing. Và âm G E ở trong này nó đọc là âm J. Nhưng mà khi mà các bạn sẽ thấy ra đó, ok, chỉ một chữ như vậy thôi chúng ta sẽ không biết được cái này là singer hay là singer. Ok, đó là một trong cái trường hợp đại khái chúng ta phải nhìn trong context các bạn ha, thì chúng ta mới biết được là cái chữ đó dùng như thế nào. Ok, cho nên hai cái đó là hai cái động từ khác. Một cái là sing, nó không có có letter e ở phía sau. Một cái là sing, nó có g e ở phía sau. Alright, rồi tiếp theo chúng ta có là th. Cái âm th này. Ok, các bạn rất rất là thích nghe nói về âm TH ở trong tiếng Anh phải không? Ok, rồi các nói nghe hôm nay nói cho xong ha. Ok, âm TH ở trong tiếng Anh, ok, Hakka nói các bạn điều này. Đấy, nhớ kỹ nha. Nếu mà Hakka nói ra mà các thầy, các cô khác á, mà có đã quánh đòn Hakka, Hakka chịu thôi. Ok, nhưng mà Hakka nói trong kinh nghiệm mà Hakka dạy tiếng Anh, các bạn thường thường là tự mình làm khổ mình. Là tại sao? Phần đông các bạn học tiếng Anh khi các bạn đã quá cái tuổi dậy thì, ok, cái tuổi puberty. Bởi vậy cho nên cái chuẩn của các bạn đó không cách nào đạt được tới 100%. Ok, chưa hiểu thì khi mà Hakka xong bài đó, Kachima giao trong đây rồi ôn lại. Ok, Hakka sẽ biết là sẽ có bạn sẽ upload cái bài phần audio cho bạn, bạn sẽ nghe lại và bạn nghe đi nghe lại, nghe đi nghe lại, bạn sẽ hiểu. Ok, cho nên bây giờ để tránh làm mất nhiều thời giờ của các bạn đó, Hakka sẽ nói tiếp theo thôi ha. Cho nên chúng ta sẽ gặp phải cái trường hợp là chúng ta sẽ không cách nào đạt được 100% nói giống như người native. Đấy. Vậy vậy cho nên các bạn đừng có đi tìm cái vấn đề gọi là nó quá impossible. Nó vẫn possible cho một số người, rất rất là ít. Đúng rồi, nó không thể bạn. Là tại vì khi mà bạn đã quá cái tuổi puberty rồi, đã quá cái tuổi dậy thì rồi đó, thì thường thường cái cách nhận của bạn về cái vấn đề mà nhận âm đó, nó không cách nào mà nó chuẩn được nữa. Cái vấn đề nó không cần viết lên đâu rau muống ha. Ok, vấn đề đó không cần viết lên đâu. Tại vì nếu mà như vậy thì có thể là rau muống sẽ không được vào trong đây đó. Là tại vì ở trong này, nếu mà tuổi dậy thì đó là khoảng chừng 12, 13 tuổi. Và nếu mà như vậy thì bạn thật sự là không nên vào trong đây. Ok, tại vì như vậy đã quá nhỏ, tại vì đây là lớp cho người lớn. Ok, vậy vậy cho nên lỡ ra mà có bay ra ngoài hay là gì gì đó thì đừng có trách là tại sao người ta kêu là lạy ông tôi ở bụi này đó. Ok. Okay. Nếu mà Jim, ok, để nói cho lẹ đi ha, chúng ta không nói về vấn đề cá nhân nữa. Hakka không nói cái này là tự ý mình nói, nhưng mà theo những cái studies, những cái research của rất là nhiều các nhà
researcher họ họ viết ra cái kết luận này, chứ không phải là Hạ Cá kết luận các bạn ha. Hạ Cá chỉ đưa lại, nói lại cho các bạn thôi, là chúng ta sẽ đạt được một cái phần trăm rất là cao nếu mà các bạn luyện âm chuẩn. Nhưng mà nó cũng không, nó có thể là cũng sẽ có người đạt được tới 100%, nhưng mà cái số đó sẽ rất rất là hiếm. Hoặc các bạn có thể, hoặc các nói với các bạn, cái người mà hoặc các thấy là nói anh văn ở trong này rất rất là hay đó, chẳng hạn ví dụ như là Sinner, hoặc ví dụ như anh hai sau lập xưởng, hay là Eggy, cũng chưa đạt tới 100%. Cho nên các bạn thấy đã những người đó nói rất là hay rồi đó, nhưng mà vẫn chưa đạt tới 100%, tại vì khi mà nghe Hà Cá vẫn còn nghe một một vài cái âm nó hơi bị không có có chuẩn. Nói như vậy không có nghĩa là Hà Cá nói chuẩn, chính Hà Cá cũng không đạt tới tới một cái trình độ cao được. Bởi vậy cho nên khi mà chúng ta nói tới native, là chúng ta nói cái người mà lớn lên sinh ra là Mỹ hoàn toàn đó, thì các bạn sẽ thấy là khi mà họ có cái trình độ mà cao như vậy thì mình không có đạt giống như họ được, nhưng mà ít nhất là chúng ta có thể đạt được trên 90 hay là trên 95%, có nghĩa là mới maybe khoảng 95, 96, 97, 98 cũng được đi, nhưng mà có thể là chúng ta không đạt tới cái điều đó. Cho nên đây là một trong những cái âm mà Hà Cát thấy là các bạn cố gắng gồng mình đọc cho giống người Mỹ nhưng mà vẫn không đọc ra. Ok, thì cái âm TH Hà Cát chỉ nhắc các bạn điều này thôi, các bạn nhớ cái điều này là các bạn đọc đã tốt rồi. Các bị ngọng á. Ok, cho nên không có chuẩn được thôi. Ok, nó vậy nhé các bạn. Cái điều là như thế này, âm th khi mà các bạn đọc đó, nhớ cái chót lưỡi các bạn ha, cái chót lưỡi chứ không hẳn là cái đầu lưỡi. Nguyên cái đầu lưỡi thì nó hơi nhiều, cái chót lưỡi thôi, the tip of the tongue, the tip of the tongue, cái chót lưỡi thôi các bạn cho giữa hai hàm răng. Ok, và các bạn sẽ kéo vào khi mà các bạn đọc ra một cái từ, nhưng mà các bạn đừng có thổi hơi ra. Hà Cát biết có rất là nhiều người nói là tại mình phải thổi hơi ra, Hà Cát mong các bạn đừng có thổi hơi ra, là tại vì như thế này, có những trường hợp các bạn đọc then, ok, mà các bạn đọc là thing thì nghe nó hơi kỳ. Ok, I'll think about something today. Ok, I'll think about something today. Thì nghe nó không có bị cái trường hợp là I'll think about something today. Ok, nó không phải là think. Ok, tâm Ruby để ý, nó không phải là âm T. Tại vì nếu mà âm T đứng đầu, chúng ta phải có cái gì các bạn? Lớp 1 của Hà Cát rất rất là giỏi. Chúng ta có cái gì? Đúng rồi. Very, very good. Chúng ta cái aspiration. I'll think about something today. Cái chữ think nó có aspiration hay là không? Ok. Cho nên khi mà cái người nào mà nói với các bạn đó, ok, một chữ là phải thổi hơi ra là think, và một chữ đọc là think, thì người ta mới hiểu. Cái đó sai. Think and think. Các bạn nghe, các bạn nhận được không? Think and think. Đúng. Ok. Người nào mà không nghe được đó, ok, think. Nó có cái sự thổi hơi ra hay không? Think. Think. Có thổi hơi ra không? Ok, thì đó là âm TH. Âm T. Think. Think. Có thổi hơi ra hay không? Think. Bắt buộc. Bởi vậy cho nên các bạn khi mà nghe người ta nói đó, khi người ta người ta nói, và Hà Cát đã đưa cái điều này lên trong một cái khóa luyện âm nào đó, Hà Cát đưa lên và Hà Cát chứng minh cho các bạn thấy, người Mỹ họ nói các bạn không cách nào các bạn phân biệt được hết, nhưng mà khi mà họ đọc cái âm TH và âm T các bạn lại hoàn toàn nhận ra được. Ok, âm T ở Việt Nam đọc là tờ, đi tu, không có ai đọc là đi tu, cũng không ai đọc là đi tu. Các bạn so sánh như vậy, các bạn hãy nghĩ thử coi âm tờ của Việt Nam đọc như thế nào. Hà Cát đã đưa lên cái vấn đề này rồi. I have two brothers. I have two brothers.
Các bạn thấy rất là rõ ràng cái âm T ở trong tiếng Anh nó khác với âm T trong tiếng Việt. Âm TH, cái điều mà các bạn cần thiết nhất là phải để chót lưỡi giữa hai hàm răng. Ok, chót lưỡi để giữa hai hàm răng. Cho nên các bạn nói là tu là tiếng Việt Nam, tu là tiếng Anh. Thì các bạn sẽ thấy nó khác nhau. Chẳng hạn bây giờ các bạn nói là tôi đi vào chùa, tôi đi tu. Mà các bạn tới đi vào chùa, tôi đi du. Thì các bạn sẽ thấy khác biệt liền. Tại vì cái chót lưỡi để giữa hai hàm răng các bạn, chứ chúng ta đọc chữ tu bên Việt Nam, chúng ta đâu có bao giờ để chót lưỡi giữa hai hàm răng, đúng không? Đấy, cho nên nó có cái sự khác biệt là ở đó. Và học cách nhắc các bạn là các bạn bắt buộc TH phải để chót lưỡi giữa hai hàm răng. Tại sao? Nó sẽ tạo cho các bạn một cái thói quen là âm TH gặp tới TH là bắt buộc phải chót lưỡi giữa hai hàm răng. Các bạn có thể mở lên bất cứ một cái đài nào mà của người Mỹ nói ở bên Việt Nam đó, bất cứ đài nào ở CNN hay là gì gì đó, các bạn mở lên các bạn coi. Thì các bạn để ý cái miệng của họ đó, khi mà họ nói tới âm TH bắt buộc là cái chót lưỡi họ phải để giữa hai hàm răng. Haka không so sánh như vậy, Kenny. Haka không so sánh như vậy. Tại vì âm T trong tiếng Việt chúng ta đọc là tờ. Cái cách chúng ta để lưỡi đã là sai rồi, đã đặt khác rồi. Thành ra Hà Cát không có so sánh như vậy được. Ok, chúng ta cứ nghĩ rằng đây âm hoàn toàn của Mỹ đi. Âm TH, chót lưỡi giữa hai hàm răng. Vậy thôi. Được không? Đấy, điều thứ hai chúng ta nên nhớ là đừng có thổi hơi ra. Ok, tại sao chúng ta phải nhớ cái điều đừng có thổi hơi ra là tại vì TH trong tiếng Việt chúng ta thổi hơi ra. Thành ra chúng ta sẽ đem cái điều đó sang bên tiếng Anh. Vì vậy cho nên chúng ta mới nói là something. Tại vì chúng ta hay thở than với nhau là tại sao nói tiếng Anh khó quá, là tại vì chúng ta thở thở theo tiếng của Việt Nam. Và khi mà các bạn đọc âm TH trong tiếng Anh, các bạn cũng đem cái áp dụng cái thở đó đi sang tiếng tiếng Anh. Cho nên nó mới ra cái chữ là I think about something. Các bạn hiểu ý Hạ nói không? Cho nên hai điều Hà Cát nhắc với các bạn thôi, ráng nhớ cái điều này. TH chót lưỡi để giữa hai hàm răng và đừng có thổi hơi ra. Và chúng ta tự mình phải kiểm soát cho mình. Là tại vì một số các bạn không kiểm soát được cái vấn đề mà chúng ta thổi hơi ra khi mà chúng ta đọc âm TH. Là tại sao? Tại vì từ nhỏ tới lớn chúng ta khi mà tới cái âm TH trong tiếng Việt Nam chúng ta thổi hơi ra. Cái đó là cái điều mà gọi là quá tự nhiên trong tiếng Việt, thành ra chúng ta không để ý tới. Và chúng ta nói chứ, ồ tôi nói something có gì đâu mà tại sao cô các cứ kêu là tôi nói sai. Thì đúng là TH là thờ là đúng rồi, nó không có thờ giống như trong tiếng Việt của mình. Đúng rồi, nó là thói quen đó. Ok. Cho nên bất cứ cái trong TH nào các bạn đưa ra, các bạn cũng phải thổi hơi ra hết. Thành nó thành thành cái thói quen rồi. Cho nên các bạn sẽ thấy là khi mà mình bắt đầu mình chuyển sang đọc âm TH á, thay vì các bạn cứ phải đọc là voice, các bạn lại the man. Đấy, các nghe cái điều này bao nhiêu lần rồi. Đấy, các bạn đọc cái âm TH mà các đọc mạnh như vậy, các bạn sẽ đọc ra là âm gì? Các bạn nghe, các bạn lên đọc đó. Đúng rồi, thân engineer, sửa hết cả những chữ nào mà có âm TH. Ok. Các bạn các không cho Hồng Quốc cái lớp này, chứ mà lớp ở ngoài các cho Hồng Quốc viết ra 1.000 chữ có cái chữ TH, các bạn phải đọc hết 1.000 cái chữ đó thì các bạn sẽ sửa được liền. Đấy, cho nên khi mà các bạn thấy cái chữ THE nó là các có mà có một lần hoặc các hình như cái gì, cái lớp 10 hoặc các cho các em dưới 1.000 chữ đó, ok, chị collect cho đủ 1.000 chữ. Nhưng mà các cho làm cho một semester, one semester, collect đúng rồi, tại vì ở bên đây người ta hay có những cái gọi là word collection đó các bạn. Ok, word collection. Và đây là một trong những cái điều các bạn học học vocabulary rất rất là hay nha. Ok, làm word collection cho chính mình. Ok. Đúng rồi. Hoàng tử đem cái nhận xét đó rất là đúng. Tại vì nếu mà các bạn nói I'll think about something, các bạn nói chừng 3 chữ là các bạn sẽ thấy cái miệng của mình rất là mỏi. Ok, các bạn chỉ cần nhớ 2 điều thôi: chót lưỡi giữa hai hàm răng và đừng có thổi hơi ra. Tại vì sao? Những cái chữ mà nó bắt đầu bằng những cái chữ voice, voice th, chẳng hạn như trường hợp chỉ cái chữ
the hay là cái chữ the, sau là cái chữ though, sau là chữ this, and cái chữ that. Thường thường các bạn thấy nó determiner. Determiner là gì? Determiner nó đứng nằm ở trong là cái chữ đầu tiên trong một cái cụm noun phrase. Bạn nào viết tiếng Việt ra giải thích giùm Hà Cá nha, Hà Cá không không biết ra những cái chữ này. Determiner nó là cho chúng ta biết nó đứng đầu một cái cụm danh từ. Ok, cho nên khi mà các bạn nói những cái chữ đó thì các bạn biết ở trong một cái noun phrase, hoặc cách đi hơi ngoại lệ một chút xíu nha, những lớp các bạn lớp 1 kiên nhẫn chút xíu, trong một cái noun phrase chỉ có cái head noun là các bạn mới nhấn mạnh mà thôi. Chẳng hạn các bạn nói white man, the white man, thì cái chữ man là ở trong này nó là cái head noun ở trong đây. Cho nên cái chữ the trong này nó cũng không phải là chữ chính, chữ white trong này cũng không phải là chữ chính. Cho nên khi mà các bạn đọc cái nguyên cái cụm đó, cái chữ man mới là cái chữ nhấn của các bạn, the white man, chứ không phải là the white man. Các bạn thấy rõ ràng không? Từ trước tới bây giờ các bạn, Hà Cát nghe không biết bao nhiêu lần, cho nên Hà Cát nhớ why 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 cái cụm danh từ này. Là khi các bạn lên trên đây đọc đó, các bạn đọc là the man, các bạn nhấn sai chỗ. Cho nên khi mà cái chữ đó vào trong đây đó, cái chữ giờ nó đã trở thành ra là âm schwa sound rồi, không có nhấn cái chữ đó, the man. Các bạn thấy nó nhẹ nhàng hơn không? The man. Hà Cát cho chót lưỡi giữa hai hàm răng, the man. Books. These books. Thấy nó nhẹ nhàng hơn không? Lesson. Ok, bởi vậy cho nên đôi khi chúng ta để ý cái âm th nhiều quá và chúng ta mất thời giờ bởi vì cái âm th nhiều quá. Hà Cát chỉ nhắc hai điều, điều 1 và điều 2 các bạn nhớ rồi phải không? Ok, chúng ta tiếp tục nha. Âm th nằm ở phía sau. Th khi nằm ở phía sau. Ok, các bạn nhớ nè, âm th nằm ở phía sau. Các bạn chỉ cho chót lưỡi giữa hai hàm răng và ngưng lại ở đó. Ok, nghe kỹ. Cho chót lưỡi với hai hàm răng và ngược lại ở đó. Bạc. Teeth. Clock. Breath. Lap. Ngưng lại ở đó. Và không có ở chỗ nào hết. Dễ không? Nhớ chót lưỡi với hai hàm răng ngưng lại ở đó. Laugh. Laugh. Tại vì khi đọc qua mấy học trò sợ cô giáo không nghe là học trò đang ở ok. Rau muống đưa lên cái điều rất là hay. Ok, có nghĩa là rau muống không phải là đang ở trong cái tuổi puberty đúng không? Ok, Hà Cát đưa lên cái chữ này cho bạn coi và bạn sẽ thấy ngay. Ok, cái vấn đề khi mà chúng ta biết là âm th ở phía sau nó là voice hay là voiceless. Ok, Hà Cát nói trước. Tất cả những cái âm th nằm ở phía sau mà là âm voiced, okay, nó còn sót lại của Old English hoặc là Middle English. Okay, nó còn sót lại, cho nên nó không còn nhiều đâu. Okay, những cái chữ này khi mà các bạn thấy, Hà Cá đưa lên cái ví dụ này cho các bạn coi, và các bạn sẽ thấy là Hà Cá đang đọc. Thấy cái sự khác biệt ở đâu? Bạc. Bathe. Hà Cát cố gắng đọc cái âm th nó nhẹ đi cho các bạn không để ý tới. Bath. Bathe. Khác biệt ở cái chỗ nào? Nguyên âm. Rồi gì nữa? Một cái short A, một cái long A. Các bạn nghĩ là người ta có lầm được. I'm going to take a bath. I'm going to bathe later. Các bạn nghĩ là họ có thể lầm được không? Tại sao? Hai chữ hoàn toàn khác nhau. Phải không? Rồi các bạn sẽ đưa lên cái chữ như thế này. Cloth. Clothes. Cloth. Clothes.
khác nhau ở cái chỗ nào? Đúng rồi, nhưng mà chúng ta có cần phải hay có cái chữ cái âm th ở phía sau hay có hay là v hay là gì không các bạn? Hay là hay gì không? Có nghĩa là spring để cái chót lưỡi đó, spring để ngay giữa hai hàm răng và ngưng lại ở đó. Có nghĩa như thế này, clot cho cái chót lưỡi giữa hai hàm răng ngưng lại ở đó luôn, chứ không có clot hay là close. Hiểu không? Không cần phải tới cái đó. Chúng ta cho chót lưỡi giữa hai hàm răng rất là dễ dàng ngưng lại ở đó. Các bạn nghĩ là mình làm cái điều này có được không? Mà nó quá dễ phải không Kevin? Nó quá dễ phải không? Phải có chữ S nữa bạn. Nó là đúng rồi. Và từ điển tra các bạn sẽ biết ngay. Ok. Vào từ điển tra Trần, bạn sẽ thấy ngay nó giống nhau. Đúng rồi. Nó còn dễ hơn là cái ở đầu. Right. Bởi vậy cho nên Hà Cát nói những cái âm mà TH nằm phía sau đó các bạn, nó chỉ là cái sự còn sót lại những cái chữ gọi là trong Old English hay là Middle English. Và các bạn có thể tra bất cứ cái chữ nào. Chẳng hạn cái chữ, các bạn coi cái chữ teeth. Ok. Teeth. Và teeth. Các bạn có nghe được cái sự khác biệt không? Teeth. Và teeth. Tất cả những cái nào mà có âm TH, các bạn chỉ nhớ cái điều đó cho Hà Cát thôi. Chỉ nhớ cái điều đó thôi là Hà Cát dám chắc các bạn sẽ đọc chuẩn. Ok, Hà Cát nói rồi, chúng ta không có đạt được 100% thôi. Nhưng mà các bạn sẽ tới là 98% các bạn có thể đọc đọc đúng. Ok, cho nên các bạn có thể tra bất cứ chữ nào, những cái chữ ngày xưa đó các bạn. Tại vì ở trong Old English hay là Middle English thì người ta hay có nhìn ở phía sau. Bởi vậy cho nên chẳng hạn như cái chữ chữ bay, tức là bathen, đại khái như vậy. Cho nên cái chữ th nó mới ở trong đó. Ví dụ như là bathe, để hạt các coi, just to make sure là các không có nói sai. Đúng rồi, ok. Nên những cái chữ mà các bạn sẽ thấy, cái chữ bathe, to bathe, B-A-T-H-E, thì cái ngày xưa đó là bathen, bathen. Cho nên bây giờ người ta bỏ cái ẩn ở phía sau đi. Cho nên bathe, nó đang muốn đọc là bathen mà không đọc bathen, cho nên đọc là bathe. Cho nên các bạn chỉ cần đọc tiếng Anh bây giờ nó đã thay đổi nhiều lắm rồi. Ok, cho nên các bạn cứ đọc ghéo cái nguyên âm bathe là các bạn sẽ thấy cái sự phân biệt ngay cái từ cái chữ bath và cái chữ bathe rõ ràng. Ok, được không? Ok, DO hoặc các sẽ nói thế nào. Ok, rồi bây giờ tiếp tục nha các bạn. Được chưa, được chưa, được chưa? Chúng ta gần hết giờ rồi. Ok, tiếp tục nha. SH. Ok, SH đứng đầu cũng vậy, đứng sau cũng vậy. Shh, tại sao? Shh, nhớ cong hai cái môi lên. Đấy, cong hai cái môi lên đọc có vẻ tức giận. Tại sao tức giận? Là tại vì đôi khi chúng ta nói she mà chúng ta không phải nói là she. Đấy, cho nên đôi khi các bạn phải suy nghĩ là mình đang ở trong thư viện và mình đang là chú tâm mình học bài. Nhưng mà có gặp vài cái cô mà rất rất là xí xọn cứ vào trong đó mà ngồi nói rất nhiều 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 nhiều. Các bạn quay lại và các bạn shh, làm ơn yên lặng một chút cho tôi học. Chứ các bạn đừng có quay lại các chị ơi, các chị nhỏ tiếng thôi cho em học. Ok, mình không có cái sự mà rõ ràng như nó shh. Đấy, cho nên phải có sự tức giận một chút xíu các bạn ha. Thì các bạn sẽ đọc là âm SH. Tại sao Hà Cát đem điều này lên là tại vì Hà Cát nghĩ rằng chỉ có như vậy các bạn mới nhớ được, phải không? Nếu mà Hà Cát không làm cho các bạn cười, các bạn sẽ không có nhớ được cái điều đó. Alright? Cho nên các bạn nhớ cong hai cái môi lên ha. Alright? Và tức giận. Shh. Yên lặng. Ok? Cho tôi học bài. Shh. Cho nên các bạn sẽ đọc cái chữ she. Alright? Vậy các bạn sẽ đọc những cái chữ như là shoe. Ở phía sau các bạn cũng sẽ dạy các bạn ha. Fish. Alright. Được chưa? Cái chữ này dễ rồi phải không? Gosh. Blush. Alright. Cong cái môi lên. Rồi. Good, 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 good. Alright. Hà Cát còn 4 phút thôi. Thành ra chúng tương lại ở chỗ đây. Cái chỗ này Hà Cát cần phải đưa cho các bạn một cái link để các bạn học
Trong tuần tới chúng ta sẽ lên, chúng ta sẽ tuần tới chắc Hà Cát phải nghỉ các bạn đây, Hà Cát phải thi. Ok, Hà Cát chưa sure các bạn ha. Hà Cát chưa có chắc là tuần tới Hà Cát có lên được hay không. Nhưng mà Hà Cát sẽ cố gắng hết sức mình. Tại vì trong 2 tuần tới Hà Cát phải thi. Nếu mà các bạn không thấy Hà Cát vào, các bạn sẽ thông cảm và nói với các bạn khác giùm cho Hà Cát nha. Right. Hà Cát sẽ đưa cho các bạn cái link này. Những bạn nào muốn đi trước vào trong này và học tất cả những cái plans, những cái diagram thì các bạn hãy vào trong đây. Không không Phong Lê, Hà Cát chỉ nói là trong vòng 2 tuần nữa Hà Cát phải thi trong vòng 2 tuần. Thành ra có rất là nhiều bài Hà Cát phải viết và những cái điều Hà Cát phải làm. Bởi vậy cho nên Hà Cát có thể thôi các bạn ha, có thể thôi, Hà Cát chưa có Hà Cát sẽ cố gắng hết sức mình để lên để cùng học với các bạn. Cho nên cái link này các bạn nếu mà muốn học những cái diagram và những cái plans thì các bạn trời ơi, trong này không có chép bài đâu, chưa Tiểu Anh thôi. Ở trong đây là viết bài không à. Mùng mà viết là có ngồi viết 10 bài, 10 trang hay là 25 trang hay là chỉ viết không à. Thật ra tất cả những cái gì mà mình đã biết rồi mình đưa ra mình chứng minh hết này nọ kia chứ. Nó không nói thi là thi kiểu đó đó chứ không phải là thi kiểu mà đi vào lớp thi. Nó không tiểu, chắc bạn nó không tiểu đâu. Ok. Nó phải tiểu luận nó thấy nó dài lắm. Alright, anyway, cho nên các bạn thấy nhiều khi có các bạn thấy trong đây Hà Cát thức khuya thật là khuya tới 3 4 giờ sáng Hà Cát viết là bởi vì vậy đó. Anyway, Hà Cát đưa lên cái định một lần nữa các bạn vào trong đây, những bạn nào mà muốn học về các bài này mà các bạn muốn đi trước đó, that's fine, ok, các bạn đi trước như vậy. Nhưng mà nhớ ha, Hà Cát nhắc các bạn điều này, khi mà chúng ta học về về plans, Hà Cát đưa một cái điều này thôi các bạn sẽ hiểu hết. Ok, Hà Cát đưa một cái điều này nhắc các bạn điều này thôi các bạn sẽ hiểu hết khi mà các bạn học plans. Ok, chúng ta còn khoảng 2 phút. Bây giờ ha. Nếu mà Hà Cát đưa lên một cái plan như thế này. Ok, để ý ha. Ok. BLACK. Bla. Thì âm BML đó là hai âm gì các bạn? B và L, hai âm đó là hai âm gì? Voice và voice, ok? Âm voice đi chung với âm voice trong cái chữ này, cái plan này có vấn đề gì không? Không có vấn đề gì hết. Blur, đọc rõ ra, ok? Và cách đưa lên cái điều này cho các bạn coi. T và R, âm T là âm voiceless. Âm O là âm voice, có vấn đề không? Ok, có, chúng ta hãy coi cái luật thứ ba, âm trước ảnh hưởng âm sau. Trang đợi chút và cả trả lời. Âm trước ảnh hưởng âm sau. Bởi vậy cho nên âm T ở trong này là voiceless. Nó sẽ ảnh hưởng cho âm O, trở thành ra là voiceless. Và cái điều này rất là rõ ràng và được chứng minh ở trong các quyển từ điển. Khi mà các bạn nhìn quyển từ điển này, hoặc có nói quyển từ điển online này, mấy quyển từ điển thường thường nó không có thấy đâu ha. Nhưng mà thường thường khi mà các bạn thấy âm TR trong tiếng Anh, thì ở phía dưới cái âm R nó sẽ có một cái lên, nó có một cái số zero nhỏ như vậy nè. Viết theo cách lũy thừa. Những bạn đã mà IPA đó, ok, đem dở sách ra. Ok, khi mà O viết theo lũy thừa, có nghĩa là âm đó trở thành ra là voiceless. Và trong vấn đề này rất rất là bình thường, thường thường chúng ta học âm R đó là âm voiced. Nhưng mà vào cái trường hợp này TR thì cái âm R này sẽ biến thành ra là voiceless. Bởi vậy khi mà các bạn đọc những cái chữ như thế này, trick. Ok, để ý tới các vấn đề aspiration. Trick. Để ý tới vấn đề âm R là cái miệng phải u lại, còn nhớ không? Đấy. Cho nên khi mà chúng ta đọc rõ ra là t and và các muốn đọc cái âm r cho các bạn nghe thôi, r u cái miệng ra. Nhưng mà bây giờ chúng ta đọc hai âm đó trở thành rõ là âm gió. Trick. Truck. Try. Hiểu chưa? Hiểu không? Làm sao cho âm O nó trở thành ra là âm voiceless, đọc ra là âm gió, thì các bạn sẽ đọc ra được ngay.
try. Okay, your aspiration. Các bạn sẽ thắc mắc đâm D, R như thế nào? D và R. D là voiced, R là voiced. Có vấn đề không? Không có vấn đề. Thành ra chúng ta đọc dr, rõ ràng. Nhớ khi mà r, chúng ta cần để ý tới cái âm nào các bạn. Khi bất cứ một âm nào mà có âm O, chúng ta đều phải để ý tới âm O là tại sao? Tại người Việt Nam của chúng ta đọc cái âm O nó khác với đọc đọc tiếng âm R nó khác với âm O trong tiếng Anh. Thành ra các cứ phải nhắc Việt Nam bắt buộc phải để ý tới âm O. Ok, các bạn sẽ nghe hai chữ try and dry. Có nghe khác không? Try, dry. Rồi, có rồi ha. Ok. Để ý cái điều gì nhiều nhất các bạn? Bất cứ một cái âm nào mà nó có âm O trong này, làm ơn, làm ơn, làm ơn. Để ý dùm cho Hà Cát. Cái miệng bắt buộc phải u lại. R. Thì các bạn sẽ đọc được try, dễ dàng. Dry, dễ dàng. Alright, rồi Hà Cát chấm dứt lớp ở đây nha. Những bạn nào mà muốn vào coi lại các bài khi trước thì Hà Cát mời các bạn vào cái link này ở trong VDSL. Và các cảm ơn tất cả những lời chúc của các bạn nhiều, thật là nhiều. Và các bạn, Hà Cát chúc các bạn một đêm an lành. Và hy vọng rằng những cái điều Hà Cát chia sẻ cho các bạn ngày hôm nay nó sẽ giúp ích cho các bạn được một chút xíu nào đó. Hà Cát cảm ơn các bạn rất là nhiều và Hà Cát sẽ gặp lại các bạn hy vọng là tuần tới. Alright, cảm ơn các bạn nhiều nha.